Hôm nay mình sẽ review ba lô mà anh em sẽ được nhận khi tham gia nghĩa vụ quân sự nha. Đặc biệt thì ba lô thì dây nó lỏa xỏa luôn anh em, dây nhiều lắm. Đặc biệt xung quanh ba lô là phía trước nè, có một cái cốc lớn nè. Cốc này nó sẽ bự hơn cái cốc hai bên một xíu. Hai bên sẽ có hai cái cốc nha, một nè, hai nè. Ở giữa, ở trước có cái nữa. Ở sau thì có một cái hộp nữa anh em. Sau có thêm một cái hộp nữa nè. Đó. Còn dây nhợ thì tùm lum luôn. Đây nè. Xung quanh có hai cái dây. Để khi nào mà hành quân á thì mình buộc dép vào. Bên trái một chiếc, bên phải một chiếc. Đó. Ở dưới đây có mấy cái dây đúng không? Mấy cái dây ở dưới đít nè. Là dùng để buộc guốc sẻng nè. Lúc mà anh em nhận ba lô về á thì anh em buộc cái dây này cho nó gọn lại nha anh em. Nói chung là anh em quấn kiểu nào cũng được, quấn sao cho nó gọn lại là được. Rồi khi vào đó thì các anh tiểu đội trưởng thì người ta sẽ chỉ cho một cái cách buộc nha. Tùy đơn vị thì mỗi người sẽ có một cái cách buộc khác nhau. Thì anh em cứ quấn cho nó gọn lại vậy là ok rồi. Đó, vậy nha. Cái ba lô này nó giống như một cái túi Doraemon vậy đó anh em. Đó, đặc biệt cái gì cũng có. Ở bên đây thì buộc dép. Rồi ở trong ba lô này mình phải đem theo nội vụ, rồi tăng võng, đồ các kiểu khi đi hành quân nha. Khi đi hành quân tới cái chỗ mà ngủ rừng á, thì mình lấy võng ra mình giăng, xong rồi mình mắc tăng võng lên là buổi tối mình ngủ rừng đó anh em. Đấy, cái ba lô này nó nhiều cái thứ đồ quan trọng trong đây lắm. Khi đi hành quân là anh em phải mang theo. Rồi đặc biệt là khi đi hành quân anh em cũng phải có một số kinh nghiệm nữa để vượt qua những cái chặng hành quân dài ngày.